Xin chào mọi người đã xem kênh Ngân Nguyễn TV của Ngân nha. Bây giờ là 2:30 chiều. Ngân với ông xã từ ở quận Bình Thạnh chạy qua quận 4. Ở đây là đường Hoàng Diệu quận 4, điện máy Chợ Lớn. Bữa nay Ngân với ông xã tính đi mua cái máy nước nóng. Cái máy nước nóng ở nhà Ngân á, nó hư rồi, máy tắm á, cái máy để mình tắm á, tắm nước nóng cho nó đừng có lạnh đó. Giờ mình ghé siêu thị điện máy Chợ Lớn quận 4 tham khảo, nếu được thì mua luôn. Hai cho có đi trước rồi. Ủa, chắc lên lầu quá ta. Mình coi máy nước nóng ở đâu vậy? Có nước nóng ở trên lầu không? Bên đây là tivi. Giờ đây thì cái gì cũng có, ba cái đồ điện máy, máy giặt, tivi, tủ lạnh, điện thoại cũng có luôn. Nhiều món lắm. Gia dụng rồi bếp nướng, lò nướng, rồi máy sinh tố, máy ép, rồi ôi nhiều lắm cả nhà. Bình tương siêu tốc rồi này kia. Nhiều lắm. Đang ở lầu 2. Đi lên lầu 2 đi vệ sinh rồi nè, quay xuống lầu 1 nha. Đây bàn ghế rồi giường điện salon. Lớn, rộng lớn. Trưng bày đồ nhiều. Bàn ghế đẹp quá chừng luôn. Mấy bên kia là đồ gia dụng, rồi bàn ghế thùng ghép hay là gỗ thao gì thì nó thấy cũng có để trưng bày bên đó đó mọi người. Không có qua đó coi kỹ nha thôi. Bây giờ là Ngân cứ tâm vô Ngân coi cái máy nước nóng nè. Đây là máy massage nè. Điện máy Chợ Lớn thôi, cái sáng tác một bài hát nè. Nói về điện máy nha, cái gì điện máy Chợ Lớn cái gì á gì đó. Nghe không rõ lắm nhưng mà Ngân nghe cái giai điệu cũng hay á. Xã Ngân với bé Xu ở dưới đây. Chỗ nào bóng máy nước nóng vậy? Bên đây ha. Dễ không, chọn máy nước nóng giùm em. Chị hướng đi được rồi. Giờ đó chị coi trước rồi. Đúng rồi. Nhân viên hỏi chị đi với anh hả chị? Ở đây giờ mình mua máy lạnh trả góp á, không có cần phải trả trước luôn á. Nói chung là mình mua mình chỉ cần giấy tờ thôi, rồi xong rồi mình góp mỗi tháng vậy thôi chứ không cần phải trả trước. Thứ nhất là cái tốc độ làm nóng nó sẽ nhanh hơn. Anh cái loại mẹ xài ở nhà là sinh tông. Vậy mình tìm loại đó anh mua đi. Nhưng mà ở nhà anh cái này vậy? Là ý mình ráp hay là của ý ráp luôn rồi. Dạ, cái này để cái này có hỗ trợ mình trả góp không em? Có. Bơm trợ lực không? Con này có bơm trợ lực Malai đá ha. Với cái này nó có dòi tắm ở phía trên, dòi tắm mưa anh, tắm bự á. Rồi cả cái dầu xịt, rồi còn cả cái kia luôn. Đúng rồi, chọn một trong hai khi tắm. Tức là cái bộ đó đi đúng, chung đúng. Vậy hả? Một là anh tắm cái nhỏ bình thường, hai là cái tắm mưa, rồi tắm trần á, rồi tắm trần cho anh. Rồi cho hai cái luôn hả? Dạ. Nhưng mà xài thì chỉ xài 120 thôi nha. Đúng rồi. Mình dặn mình thích xài cái nào thì mình xài đúng không? Nhưng mà vẫn cho mình hỗ trợ mình hai cái. Đó, bây giờ một là cái xe tông nè, hai quay. Là cái Ariston này nè. Để chọn cái nào? Thôi thấy của mẹ xài bền thì cứ mua loại đó đi. Mẹ xài hàng cái chục năm rồi phải không? Trời ơi, mười mấy năm, hai chục năm rồi nha. Mua loại đó đi. Rồi. Mình mới xài có 7 năm hư mẹ. Nè Ariston 3.290 cho mình. Giá nó rẻ hơn chút. Rẻ hơn cái đó thì mình mua cái Ariston đó rồi. Thì có cần nhà tắm trần không? Đâu cần nhà tắm trẻ trên đầu chứ. Không, đã mua rồi. Đã thấy mẹ xài bên thì có mua thôi, có người thôi. Xe tông phải không? Này là Malai đáp. Đúng rồi.
thì nó mắc hơn chuẩn triệu hơn chuẩn mấy hả? Vậy mua trả góp đi, mua trả góp rồi. Mọi người tham khảo giá nha. Cái này đi. Cái này thì nó có bơm trợ lực không? Có bơm. Có dòi tấm thường thôi. Tấm thường không có dòi vậy nè. Nè, nó giống cái dòi xe này nè. Là tấm thường giống như vậy. Đó, cái đó. Nó sẽ có cái đây nữa. Nó giống như cái đèn mà học của mấy đứa nhỏ mà đưa ra. Nó cao lên, nó bự lên, nó tấm tròn. Nó cây nó tròn ra. Đó này là cây, cây của nó là chỉ là sói kêu là dòi tấm mưa. Cái máy kia người ta hết hàng kho rồi chứ họ còn hàng trưng bày không? Bây giờ không phải luôn muốn lấy cái này. Rồi thôi lấy cái chị ghi cái này đi. Cái này có mẫu cộng hàng trong kho. Rồi trong... em kiểm cái nữa rồi em báo gia đình nha. Rồi. Đọc thiệp bởi có số điện thoại của thẻ kim cương là được giảm giá. Là anh đọc giùm em số điện thoại đó đi anh. Có đọc tên được không chị? Số điện thoại giúp em mới tra được. Hãng cái này là của thương Ý. Hiệu của Ý. Thương hiệu của Ý. Lắp ráp Việt Nam. Lắp bảo hành cho anh chị là 2 năm. Trong vòng 35 ngày đầu mà xài có trục trặc lỗi kỹ thuật thì em cho hãng Ariston xuống kiểm tra cho chị, xác nhận giấy tờ là lỗi thì em sẽ đổi cái mới cho chị, chứ em không có đổi theo nhu cầu. Nếu như mua về chị không thích, chị muốn đổi lại cái mẫu kia là không có được, là đổi lại cũng loại này lỗi thôi. Dạ. Còn nếu như qua 35 ngàn là bảo hành là đem sản phẩm xuống sửa chữa tại nhà cho chị chứ không có đổi mới. Bảo hành 2 năm thì mình sẽ gọi trong cái điện máy chợ lớn, điện máy là gọi lên Ariston thì sẽ có kỹ thuật xuống kiểm tra cho chị. Người ta xuống bảo hành cho bảo hành sửa chữa tại nhà. Còn trong vòng 2 năm luôn phải không? Đúng rồi. Còn thay thế linh kiện là chị vẫn chịu phí nha, là trong quá trình chị sử dụng nó có hư hao thì chị phải chịu phí thay thế linh kiện. Còn trong 35 ngày mà lỗi, có hàng sản xuất thì người ta sẽ đổi mới cho chị luôn. Đúng rồi. Nếu mà linh kiện nó bị hư hao thì mình phải chịu phí linh kiện đúng không? Còn công sửa thì người ta sẽ sửa cho mình. Ngân ưng cái này chứ, tại vì thấy cái máy này bà nội xu xài bền lắm, 10 năm mười mấy năm cái hiện này này. Cũng ưng nên cũng ưng nữa. Nhưng mà người ta nói hết hàng kho rồi, chỉ còn hàng trưng bày vậy thôi. Mà chi nhánh điện máy chợ lớn nào cũng hết hàng luôn rồi. Phải chịu thôi. Mua để có xài liền chứ mấy xu nó lạnh quá, không có. Chờ cái này lâu quá thì tắm không nổi lạnh lắm. Lúc này trời mưa trời ơi, không biết nó lạnh dữ lắm. Khu vực bên đây là mấy cái máy lọc nước nè. Có cái quà tặng sẽ được giảm 3 triệu cho máy lọc nước á. Anh chị lựa dùm em những cái nào mà sản phẩm về đó, kiếm ra hàng này, chúng tôi trừ 3 triệu như thế là 10 triệu đi. Trừ 3 triệu là mình 7 triệu ra nóng lạnh cho anh chị luôn. Như vậy là mình mua cái này là được phiếu mua hàng nè. Đúng rồi, sẽ có 3 triệu. Giảm 3 triệu. Đúng rồi. Phiếu mua hàng giảm 30% hả? 3 triệu cho máy lọc nước, áp dụng một số mua hàng.
khỏi nước luôn. Thôi mẹ, nhà mình chỗ nào đấy không? Ba mẹ chỗ để thì vẫn có, nhưng mà ý là nó rườm rà, nó chật chậu, mỗi ngày mẹ nấu nước uống cũng được. Alo. Mà lúc nào mua hàng cũng theo số hộ thì em viên khoảng 5. Ủa mà chị bên 10 triệu một cái nha, tùy theo loại. 4 triệu không có, 5 triệu không có, 6-7 triệu, 7-8 triệu, 10 mấy triệu cũng có luôn. Này 14 triệu thôi, 18 triệu mà giảm còn 14 triệu. Gần như ông xã định làm thủ tục mua trả góp, mà hai vợ chồng để quên căn cước ở nhà hết trơn rồi, nhưng mà sẽ quyết định mua, bây giờ về nhà lấy. Chết tiệt luôn á. Thì căn cước của ông xã Ngân đưa cho Ngân để Ngân đi làm giấy tờ, rồi xong Ngân quên đưa lại cho ảnh, xong để trong cái tép hồ sơ để nhà luôn của hai chồng, để yên nhà luôn, không có ai đem theo hết trơn. Trả tiền bữa nay là tháng cuối trả tiền góp cái máy lạnh hôm bữa không mua tiền đâu. Đây rồi, vừa trả hết cái này xong mà tới cái khác nó hư nữa đó, máy nước nóng. Nhưng mà mình mua trả góp kiểu này đâu có gì đâu, giờ mình mua trả góp mình khỏe, mình đâu có cần phải trả trước không, cho nên là thấy tiện lợi nó thấy vậy thôi. Nhà mình hư gì mình cứ mua đi, cứ mạnh dạn mà mua đi, rồi mình góp từ từ rồi cũng có để mình xài thôi. Tivi, tủ lạnh, máy giặt gì đó, thoải mái. Mua đã luôn. Ở siêu thị điện máy chơi lớn người ta nói là không đâu rẻ hơn. Cái lời quảng cáo của người ta nghe quen thuộc ha. Đến siêu thị điện máy, đảm bảo không đâu rẻ hơn. Ngoài trời còn đang mưa nè, từ nhà Ngân chạy qua đây chắc cỡ 20 phút rồi. Lấy không? Dạ xong rồi. Đẹp đẹp, trời ơi cái tivi nó đã, trời ơi nó trong veo luôn hả Sư, nó trong dít chân veo luôn ha, chân thật á. Nếu mà trong tivi mà có con kiến nhá, mình thấy luôn á ha, cái cây kìa. Cái này người ta 50 mấy triệu, còn kia người ta có 10 mấy triệu rồi. Bởi vậy con cũng biết nhìn quá ha. Trời ơi, nè cái phí đóng tiền này vô luôn rồi, xong rồi là kết thúc mấy kia rồi đó. Rồi vụ máy nước nóng rồi sao anh? Thì đi về lấy căn cước chứ sao. Chạy mình về đi, chạy mình đi chơi mà. Ba mày bực lắm rồi đó, mà không nói đâu, cái mặt hầm hầm rồi đó. Gặp mà mấy ông chồng mà khó tính mà cọc một cái là nãy giờ là mệt rồi, Ngân mệt lắm luôn rồi đó. Nhưng mà tại vì tính ảnh á, tính ảnh nhẹ đó, không có cọc. Bực bực gì thấy cái mặt nhăn nhăn chút xíu vậy thôi à, chứ không có kiểu mà dùng dằn nạt nộ vợ rồi này kia đi mua mà không lo đem căn cước rồi này kia. Trời, mấy cái này mình đâu có muốn đâu, tại mình quên thôi. Chứ đi ăn xong rồi chạy qua đây luôn nè, chứ phải chi ở nhà mà nói ừ chạy đi mà mua máy nước nóng, ờ mua trả góp hay mua gì, bắt đầu mình lúc đó mình mới phân ra mình ừ nhớ mình đem căn cước mà cái kia, còn tự nhiên cái đi ăn nó chạy qua đây luôn á, cho nên là trong đầu mình không có nghĩ tới vụ căn cước để làm giấy tờ thủ tục trả góp. Kém 10, hai chồng quay về nhà xong rồi quay trở lại đội mưa đi luôn á, về nhà 20 phút quay lại 20 phút.
Bữa nay mình mua rồi, ngày mai có hàng chưa? Mời người ta gắn chưa? Dạ, cứu hàng nha, hẹn rồi chứ mình như chị. Né mà cứ đợi coi video nào có con thôi mẹ. Không muốn, con muốn coi lại thì sao? Con né thì hình ảnh của con đâu? Con coi. Nãy giờ chạy xe vòng đi vòng lại 3 lần rồi. Chạy đi xuống đây xong chạy về chạy ngược lại. Mỗi lần chạy cần 15 phút nha, mình đi dạo vòng. Hai vòng mình đi 3 lần rồi 60 phút rồi có tiếng đồng hồ mình tính ra sau ra. Sao là tính sao ra 2 tiếng đồng hồ hay điểm. Ở chừng nào xong em? Dạ 10-15 phút. Rồi đi dạo vòng. Nồi chiên không dầu kìa, chịu con cái kìa anh. Chịu mấy, chịu rưỡi cũng có nữa kìa. Giờ ngồi chờ nhân viên làm thủ tục trả góp. Trả 3 tháng hả ta? 6 tháng. Ủa sao mình không trả 3 tháng luôn? 3 triệu mấy trả 6 tháng hả? Ừ. 6 tháng không em? Có luôn 3 tháng rồi. À, không có. Không có gói 3 tháng. Trả ít nhất là 6 tháng chứ không có gói 3 tháng. Rồi, Ngân làm thủ tục mua trả góp xong rồi. Mỗi tháng mình góp 575.000 mấy trăm đồng á. Như 500 như 600 đi tính nữa. Góp 6 tháng. Mình mua có thẻ thành viên đó, mình được giảm 5%. Thì giảm được tối đa là 7%. 3.290.000 như 3.300.000 đi. Giảm số tiền là con phải trả là 3.125.000. Rồi phát sinh thêm cái phí mỗi lần mình mua trả góp hay phát sinh thêm phí kiểu như là mình đóng tiền lãi đi kiểu vậy cả nhà thì thêm 300 mấy nữa. Như mình lấy số tiền 575.000 á, mình nhân cho 6 thì nó sẽ ra số tiền mình phải trả là 3.450.000 6 tháng. Nó phát sinh thêm mấy trăm ngàn rồi đó. Mình mua trả góp mà thì phải có cái tiền phí á. Còn nếu mình trả tiền mặt luôn thì trả đúng 3.125.000. Rồi bây giờ mình đi về thôi. Ở bên quận 5 á, cũng có một cái siêu thị điện máy Chợ Lớn cũng lớn á. Bên kia cũng lớn. Đường gì anh? Điện máy Chợ Lớn bên kia, bên quận 5 mà đường gì anh? Gì? Bên quận 5 bữa hôm mình đi đường gì em quên rồi. Đường gì em nhớ là Tảng Đà. Tảng Đà hả? Ông mưa tối ngày nay luôn. Mở mắt ngủ dậy là mưa tới giờ này luôn. Mở mắt ngủ dậy là 10 giờ. Nó giỡn chứ lúc mà ngủ dậy bữa nay cuối tuần nó ngủ hay trễ 9 giờ. Cái nghe ổng mưa. Hồi mưa hồi ngớt tới bây giờ luôn là 4 giờ 20 rồi. Giờ 4 giờ 20. 4 giờ 20 chiều. Ngày mai em trước 12 giờ nhân viên người ta tới người ta lắp đặt cho mình. Mình yêu cầu cái thời gian á, thời gian nào mình ở nhà mình dạ. Báo cho người ta biết. Dạ. Mày quên cái nón của con. Cái này giáo bộ quên không hết nó tơ. Mày giáo bộ đâu mày quên thiệt trời. Ba đưa cái nón cho Su mà mấy em đổi tính quen rồi Su nó nói em mẹ tỉnh quá, mẹ biết mà mày giáo bộ hả? Mẹ vậy á. Mày giáo bộ đâu? Thôi tắt máy. Chắc đi đáp máy nhiều hả? Kỹ thuật người ta tới ráp máy nước nóng cho mình nè. Trời lạnh chết luôn, không ai dám tắm, đang chờ người ta tới là nhắn. Rồi,
Để mới đá, đang đá, cho bác cái gì thôi. Đang đá. Đâu có gì không? Đúng không? Đây cũng đang. Cũng mới mà đang. Đây, tập, đang đây. Nóng cũng hơn cái máy banana tự nhiên sao nó không có lên nè. Mà cái hãng nóng là nó to là gì nóng không? Đúng rồi. Ai để xuống vô không? Sáng giờ gắn mấy cái anh? Mới có 3 cái. Phải còn miếng sa sa sa. Nè, cái này của anh cũng banana nè. Mà cái này là cái tăng lên nè. Rồi, mà bà bấm thì nó không có đèn. Cái nút test nó bị hư rồi anh. Ủa mình khi mình mà có, cái nút test bị hư là không dám xài. Mình có mua lại cái thiết này không? Dạ có. Mà máy hư này mua giá hết. Ví dụ em mua hay là ai mua hay là? Em mua được nhiêu? Máy này không biết có trong cái thứ gì để em coi. Em coi thử coi, em coi được em mua chứ giờ anh đâu có làm. Không, giờ này chủ nhật không có. Ngày mai đi, thứ hai đi làm cho có. Anh máy này bữa có giá gốc không? Hay là cái giá nó vậy? Giá này biết nó vậy luôn hay là có giảm giá khuyến mãi vậy? Mình muốn để giữ ra cái cây vô xe đó. Ý là cái cây để đó mà. Lại nó có để xà bông cái này không có đâu nha. Nó chỉ có cái cục để vô xe thôi mà hết rồi. Cái vòi sen có vòi sen cho mình đó mà đúng không? Vòi sen bự phải không? Có. Anh thay vòi sen anh. Thay sen bự tắm cho đã. Dạ thì đúng rồi thì thay cái này. Thôi thay cái vòi đi. Ok. Còn mình còn có cây để lại. Cái cây gắn thì mình cái đã có rồi. Cái cây tại vì của mình có cái chỗ cục xà bông. Ủa mẹ ơi, cục kia nó lớn đâu rồi? Cục gì? Cái đất đó hả? Cho em mượn cái ghế. Cái bộ máy ở trong đó. Đâu, gần có xe không? Bỏ máy cũ nó hư rồi. Xài hơn 5 năm, không nhớ chính xác, hình như cũng 6-7 năm gì. Lúc trên quận 12 em về đây. Về đây ở cũng được 5 năm rồi. Trên quận 12 ở cũng được 3 năm mấy. Sau 5-2 năm gì mới mua, không nhớ chính xác. Ví dụ 5 năm đi. Nó hư rồi, bên anh có sửa không anh? Ví dụ như hư á. Dạ không, máy này nó đang trong kỳ bảo hành của chị mà. Không, em nói cái máy của em nè. À vẫn có chị. Có. Nhưng mà bây giờ mấy cái máy này sửa thì chỉ bằng mua máy mới xài cho nó an toàn. Không, em đâu có dám sửa đâu, em hỏi để em biết thôi chứ em đã biết là nó hư mà đâu có sửa, chưa sửa lần nào luôn á. Mà em sợ là sửa tới sửa lui nó bị chạm gì giống nó hay là nó không thì đúng hay như thế nào. Nói chung là đường điện cho nó mà lỡ mà mình ấy nó chạm cái này cái kia rồi mình đâu có biết đâu, mấy dây điện nhỏ không à. Ừ, mấy nước nóng nó quan trọng, nó giật chết luôn. Mấy mới nè. Có bơm anh nè. Có bơm. Cái này nó bơm tự động. Giờ là anh đặt lại nó hơn. Hết rồi. Trời ơi, xu nó gỡ cái đà bông ra đặng chà mà làm rớt cái đít đà bông rồi. Kiếm không chết luôn. Ôi. Có chút xíu à. Giờ đi kiếm, giờ ngâm xà bông. Không có tích ác à. Ngâm xà bông cho sáng, điện thoại chà. Cái là ví dụ mà nó có vấn đề gì là tự động ngắt không? Dạ đúng rồi. Nó có nguồn điện nó gò ra ngoài nước, nó sẽ ngắt. Ngắt điện trong máy, nó không cho nguồn điện gò ra nước tiếp. À, nó tự ngắt luôn anh hả? Lỡ như mà có sự cố ở có cái chạm mát gì là nó tự ngắt điện luôn hả? Nó ngắt điện trong máy á. Không cho gọi điện ra nước phải không? Dạ đúng rồi. Dạ. Ồ vậy cũng hay ha, giờ hay ha. Tại vì ta sợ nhất là cái đó thì nó phải làm cái đó. Dạ. Vẫn gắn chỗ cũ lại, hiện đây tầm tay của mình cũng dễ mở. Khoan thêm lại là cho nó đúng cái máy ha. Dạ. Cái máy cũ nó kích thước nó khác. Mỗi đoạn mỗi khác. Cái chốt gắn cũng khác. Mấy cái đồ này em sợ lắm, hư thôi mình ráng mình mua máy mới đi. Đại má máy mới bây giờ nó cũng không đâu có như tiền á nè. Giờ cái đồ này cũng giá nó xuống. Trong
cái giò sen đã không? Đây. Giò sen này bự hơn giò sen cũ. Ý hình như cái giò sen cũ không phải cái này. Cái này ở trên lầu em đem xuống. Cái giò sen cũ là cái màu trắng trắng. Không phải cái đó. Nhưng mà cũng cỡ vậy, cũng cỡ cỡ vậy. Thế với CB vậy thôi. Hình như có một lậu nữa. Thôi, máy bây giờ là chỉ có một lậu. Cái editor này cũng có test nguồn luôn hả? Dạ có chứ. Có test nguồn. Reset nguồn này. Là sao anh? Thì máy giống như máy không nóng mình cũng reset như bana gì đó. Mình test, mở cái nút test đó hả? Dạ đúng rồi, nó có nút test. Là test đó là nó tác dụng gì? Thì mình reset tắt máy rồi mình cấm reset máy lại á. Là giống như nó hoạt khởi động lại phải không? Lại giống như điện thoại rồi cũng vậy, lâu lâu mình tắt mình khởi động lại vậy phải không? Dạ đúng rồi, nó không nóng mình khởi động lại y như bana vậy. Ví dụ như không nóng mình bấm cái nút máy đó rồi xong mình bấm CCTV lên lại á. Bấm cái nút tắt nguồn, tắt điện á hả? Dạ. Để gắn xong một hồi lấy nhiệm chỉ. Gắn xong em chỉ cho anh. Ờ, anh chỉ. Hồi đó em cũng ra ở nhà, giờ trên nhà trên quận 12 xuống cái máy nước nóng này tự tháo cho nó xuống dưới đây hay. Hai chị em tự gắn luôn, ngâm với người em. Để nước kem luôn. Ờ. Dạ. Tự gỡ luôn. Dạ, cái miếng này cũng phải gỡ. Miếng nguyên kiến mà. Miếng này chỉ để bao bọc cái lúc mà máy mới. Ví dụ như nó tắm mà lỡ văng nước chút xíu có sao anh? Không. À. Nó thiết kế cho cái kiểu mà sạch, chống nước vô máy. À. Chứ sẽ chảy ra những cái khe này nè. À. Chảy ra chứ. Nhưng mà mình cũng hạn chế phải không? Dạ đúng rồi, cũng phải bắt buộc hạn chế. Ừ. Máy đẹp quá chứ. Lúc ở trong siêu thị điện máy thì mình nhìn nó nhiều quá cái mình cũng không biết sao về đây thì nhìn cái màu đẹp anh ha. Ừ. Sạch ha. Gọn sạch. Ủa có người ta có cho mình cái cây này không hay là có hả? Có chị. À để đi cứ để đi. Em bạn xài cái này mình không thích thì mình mua một hai cũng được tự. Cái này hai có để cái có cái máng để sờ bông cục á. Cái này là người ta quen tường nó văng nó dơ chứ không phải nhà tắm nó dơ nhà tắm không chín rồi. Lúc nào cũng hay chà. Dạ từ từ. Mở nước nè. Ủa cái giò là mình để thẳng vậy hả? Rồi còn cái này là khi mình khóa là mình khóa ngang hay sao? Cái này là gì? Rồi, dạ khóa nè. À khóa. Cái đó là dạ đúng rồi. Còn cái off với mát thì là gì? À là thì cái mức độ mình mở nước mạnh nhất. À nó sẽ bớt xuống rồi. Khóa mát tức là nước mạnh nhất. À bút tên này nè. Bút tên này là đây mát nè. Rồi rồi. Nhỏ CB. Lên là nó có bơm trợ lực phải không? Dạ, nó bơm tự động luôn nha. Nó có đèn lên rồi đó. Ừ, nó kêu tiếng bơm im kìa. À đúng rồi. Tại vì bơm này là bơm tự động. À, còn cái bơm của cái thằng Vana này thấy nó kêu động. Tại máy cái này nó bơm khác thôi. Còn mỗi loại mỗi khác. Ừ. Còn cái máy đời cũ nó còn kêu lớn hơn nữa. Dạ, cái nhiệt độ là mình cứ chỉnh thôi phải không? Chỉnh từ bên trái qua phải. Cái này là bơm nước mạnh yếu nè. Dạ đúng rồi. Còn cái này là nóng lạnh nè. Dạ đúng rồi. Là cái độ lạnh vừa hay là lạnh. Ủa nóng vừa hay là nóng mạnh. Nhưng mà nếu nước của nhà chị mạnh quá là cái nhiệt độ này á nó sẽ kiểu như nó nóng phải dặn nóng hơi nhiều. À. Tại vì nước đun lên quá hay quá. Kịp gì hết là nó chưa kịp nóng. Đúng rồi. Phải tăng thêm. Phải giảm nước xuống. Khi mà giảm thì nó hơi kêu. Em hiểu rồi. Phải đó là test á, khi mà mình test á. Test. À cái nút test đó hả? Nó sẽ tắt máy. Còn cái nút này là gì? Reset máy lại. Không, bây giờ là muốn reset là bắt đầu từ đâu? Test reset. Cứ bấm hai nút. Bấm cái nút này trước. Dạ rồi. Và bấm cái nút này. Dạ đúng rồi. Vậy là ok, không có cần tắt nguồn điện, không cần gì hết. Không. À, mình cứ mở nguồn điện lên bình thường xong dạ. Rồi mình bấm nút test. Reset. Lâu lâu rồi mình bấm cái nút này. Rồi.
lâu lâu á là mình bấm hai nút này luôn nè, bấm hai nút này đó, là giống như hồi nãy cái máy kia đó chị bấm cái nút ở đây nè, rồi xong rồi chị đẩy CD lên đó, nước đang chảy bấm cái này nước thì vẫn đang chảy bình thường hả? Dạ đúng rồi, cái này nó tắt cái nguồn điện không cho nấu nước nữa thôi, là nó tắt cái nguồn điện đi á. Ủa phan phan ơi, bây giờ mình muốn tắt cái máy nước nóng mà không có tắt cái điện ở ngoài thì mình tắt cái nút nào? Không, dạ. không, cái này nó không có như máy panel mà mình nhấn cái nút một cái nó tắt cái điện. Ủa vậy hả? Mình phải tắt công tắc hả? Dạ đúng rồi, hoặc là mình để gì nó không có nút tắt hả? Không, nó giống như điện trò, tivi gì á. Còn cái này là cái gì? Dạ. Còn hai nút này. Cái này là để cho chị biết là máy đang, trong máy đang có điện nè, là máy đang trò nè. Nó còn cái nút khi nào mà máy mà nó biết gọi nghỉ điện nó sẽ hiện cái nút này lên, gọi nghỉ điện nó báo nút này đúng không? Dạ đúng rồi. Còn nó cái nút này, nút này là thông báo như chị đang mở máy thì đang máy nó đang có điện như nói chung là khi mà nó có điện thì hai nút này nó sẽ dạ, sáng đèn rồi vậy thôi. Còn cái nút mà heating trên đó là heating, hình như là cái nút này nè mới là cái nút sẽ chớp, còn cái nút heating đó là cái nút thông báo là nước đang là chỉnh nhiệt độ nóng. Còn cái này tắt đó, tắt nước nóng đi là nó sẽ còn cái LCP rồi đi điện là đúng nó rồi, chớp. Đúng rồi, nó chớp. Thì hai cái nút này nó sáng hay đâu có sao đâu. Dạ đúng rồi. Mà anh chừng nào khi gọi đi điện nó báo nút này đúng không? Nó dạ, chớp đúng, đúng không? Nó chớp mà là nó tắt điện. Còn cái nút này thì không có liên quan gì hết. Dạ đúng rồi chị. Cái heating là đang là nấu nước nóng lên đó, làm nóng. Còn bây giờ là muốn tắt thì phải tắt cái giò này. Quá giò lại. Tắt thì tắt hết luôn á, tắt hết vậy luôn. À, rồi khi mà muốn test thì cứ bấm nút này rồi, tắt hết rồi bấm cái này phải không? Dạ. Rồi hơi đồng máy lại hả? Dạ. Rồi vậy là xong đúng không? Dạ. Rồi nước nóng rồi nên đây em coi cái nước nóng không? Nước nóng. Còn mình tắt điện thì nó bơm trợ lực thì nó không có bơm nhưng mà nó vẫn ra chảy nước. Rồi nóng lại từ từ đó anh thấy không? Ừ. Cảm nhận là để nóng nhất được bao nhiêu độ ta? 45 độ. Nhưng mà nước phải vừa nha, chứ nước này quá mạnh. Nước quá mạnh phải giảm rồi chứ. Nước giảm rồi. Rồi thế này. Anh càng giảm thì nó càng nóng lên thêm. Ừ, đúng rồi. Nước nó chảy nhanh quá, nó chảy chưa kịp làm nóng nó chảy ra ngoài. Đúng rồi, đúng rồi. Nói chung là nếu mà thấy bất ổn cái nút này mà nhá đèn là thấy bất ổn đúng không? Dạ. Rồi. Mà nó đã nhá đèn thì tự động tắt nguồn luôn rồi. Nó tắt cái thì mình điện coi máy. Thâu được 150. Cái mã anh coi cái mã số nè. Đây nè. Thời máy đó cái thời Agitum Gemium 4.5B nè chị. Rồi cảm ơn anh nhiều nha. Sạch luôn, sạch cái ba luôn.